Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020, đồng thời thống nhất những vấn đề cấp bách cần làm ngay trong tháng cuối năm 2020, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tháng 11 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, mà trong đó chính phủ đóng vai trò quan trọng. Quốc hội kết thúc kỳ họp thứ 10, khóa 14 đã thông qua nhiều luật, ban hành nghị quyết và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời phê chuẩn 3 bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên chính phủ. Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bộ ngành, hoạt động trả lời chất vấn tích cực của các thành viên chính phủ tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 vừa qua, cũng như việc tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Về tình hình trong nước, Thủ tướng nêu rõ, chính phủ, lãnh đạo chính phủ đã chỉ đạo trực tiếp xử lý, giải quyết việc khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Chính phủ đã cấp gần 16.000 tấn gạo và 1.300 tỷ đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó là nguồn lực đến từ lòng hảo tâm của đồng bào, nhân dân cả nước trước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của các cơn bão liên tục đổ dồn vào miền Trung thời gian qua. Về sự việc phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây, Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng cách ly. Cùng với đó là kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và tổ chức xử lý nghiêm khắc những cá nhân vi phạm quy định về cách ly y tế trong phòng chống COVID-19. Qua sự việc này, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương trên cả nước cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khắc phục tư tưởng chủ quan, lơ là trong nhiệm vụ phòng chống COVID-19. Thủ tướng cũng đề cập đến yêu cầu đảm bảo tổ chức thành công an toàn, đặc biệt là công tác phòng chống COVID-19 đối với nhiều sự kiện lớn sẽ diễn ra trong tháng 12. Nhận định tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.